anh Phạm Tân Sơn thuộc vào C3, D4, E9, F339 làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia trong giai đoạn năm 1980 đến năm 1983. Thế thì hôm nay tôi xin được kể lại câu chuyện của anh trong cái giai đoạn bước vào đầu mùa khô năm 1980. Thế thì xin được kể lại cái câu chuyện là nó được diễn biến như thế này. Cuộc đời lính của chúng tôi ấy, thì nó có nhiều thăng trầm, nó có rất là nhiều kỷ niệm, đặc biệt là khi chúng tôi chiến đấu ở rừng Pù Sát. Thứ nhất là như đơn vị của chúng tôi nói riêng và nói chung là sư đoàn 339 thì chúng tôi là làm nhiệm vụ chủ yếu là tác chiến ở trong rừng và bảo vệ biên giới Campuchia và Thái Lan, chống quân Pol Pot nó thâm nhập từ Thái Lan vào nội địa Campuchia. Thì đây là một cái nhiệm vụ nó rất đặc trưng và chúng tôi thì vô cùng thiếu thốn tình cảm, bởi vì là chúng tôi đóng quân hầu như là hàng năm trời trong đó, không biết mặt phụ nữ, không biết mặt người dân, thậm chí có thể là chúng tôi cũng không biết cái ô tô là nó như thế nào nữa, chủ yếu là ở trong rừng. Thế thì cái đợt đó là trung đoàn 9 của chúng tôi thì cũng đang đóng quân ở khu vực gọi là khu vực Bảy Nhà. Thế thì lúc đầu thì tôi cũng không biết là ông Lê Đức Anh ông vào đâu. Nhưng mà cái hôm đó là trung đoàn là với lệnh cho tiểu đoàn 4 của chúng tôi lại rút từ khu vực Bảy Nhà đi ra ngoài Năm Nhà. Mà từ khu vực Bảy Nhà đi ra ngoài Năm Nhà thì có cái cung đường chắc khoảng độ 25 km đường rừng, mà ở đó thì hầu như là đèo cao suối sâu thì rất là nhiều, đặc biệt là đi qua cái đèo Gà, đi ở trong đi ra thì là qua đèo Gà rồi mới sang đèo Khỉ rồi mới đến khu vực Năm Nhà. Thế thì cái hôm chúng tôi là nhận lệnh của trung đoàn thì tiểu đoàn 4 của chúng tôi là được hành quân ra. Thế thì xin được nói với các đồng chí, khi có lệnh mà được hành quân ra ngoài thì hầu như là chúng tôi vô cùng sung sướng, không biết là đi đâu nhưng mà cứ nói được đi ra ngoài là chúng tôi sung sướng rồi. Bởi vì suốt cả một thời gian mấy tháng mùa mưa chúng tôi chốt ở biên giới, bộ đội thiếu thốn, anh em vất vả rồi là hy sinh mất mát sốt rét, thiếu đủ đường. Thế thì được nghe tin ra thì thực sự bản thân tôi cũng như là đồng đội của tôi ai cũng có một cái tâm lý như vậy, thích thú vô cùng. Chỉ có cái lệnh của chỉ huy xuống là chuẩn bị hành quân ra ngoài thôi thì hầu như chỉ có một loáng thôi là anh em đã chuẩn bị xong ba lô súng đạn quân tư trang vân vân để hành quân ra ngoài. Thế thì tôi nói với các đồng chí, đi từ biên giới Thái Lan mà đi ra ngoài nó xa, mà đường thì dốc núi đứng rồi là đèo cao suối sâu, nó vất vả lắm. Thì tôi nhớ có một cái kỷ niệm khi chúng tôi ở trong khu vực Bảy Nhà thì hành quân ra thì bắt đầu là đến đầu tiên là đến chân đèo Gà. Thế thì tôi cũng xin được phân tích về đèo Gà và đèo Khỉ, tại sao nó lại có cái tên như vậy. Thì tôi xin được nói lại với các đồng chí, cũng có thể là có đồng chí không biết, và những khán giả thì cũng có thể là không tưởng tượng được ra là tại sao nó lại có hai cái đèo đó. Thế thì đây tôi cũng được chỉ huy nói lại thôi, chứ còn tôi cũng không biết lắm đâu. Lúc đó tôi là cán bộ trung đội thật, nhưng mà không quan tâm đến cái việc đó nhiều. Thì đèo Khỉ được làm là vào năm 1980, mà năm 1980 là năm con khỉ, nên là cái đơn vị công binh của cái lữ 25 thuộc quân đoàn thì phải, cái đó thì tôi cũng không rõ lắm. Thì người ta vào người ta mở cái đèo Khỉ thì vào năm 80, thì năm 80 là năm con khỉ mà, nên là người ta đặt cái tên đó là đèo Khỉ. Còn tại vì nó là giữa mùa khô từ năm 80 mà sang năm 81 thì lại mới mở sang đèo Gà. Thì đèo Gà thì nó lại cũng được mở nhưng mà lại vào năm 81. Chính vì thế là lấy cái tên gọi là đèo Gà, tức là năm con gà. Còn cái khu vực đèo Gà sau này á, thì nó lại thuộc vào cái căn cứ Các Đa Mon của quân Pol Pot. Vào năm cuối năm 82 sang năm 83, 84 gì đấy, thì cái khu vực đó là ta nhường lại cho Pol Pot, thì nó có đặt cái tên gọi là căn cứ Các Đa Mon. Theo tiếng Campuchia thì Mon cũng là con gà. Đó là tôi được nghe chỉ huy là cấp trên người ta phân tích như vậy thôi. Thế thì cái hôm cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi
hành quân ra. Thì lúc đó là nó cũng vào gần Tết rồi. Gần Tết thì nó cũng bước vào là mùa khô. Thì trời lúc đó thì trời quang mây tạnh thôi. Nhưng mà cái đèo đó thì nó rất cao. Mà lúc đó đi chỉ là một cái đường mòn thôi. Chứ chưa có đường mà để kéo pháo, kéo các cái loại súng lớn vào đâu. Thế thì cái hôm chúng tôi đi ra thì chúng tôi đến cái chỗ cua chữ U. Mà cái cua chữ U á, thì nó có rất là nhiều kỷ niệm với bộ đội ta. Đặc biệt là cái khi mà đi từ trong ra ngoài thì cái cua đó nó rất rộng, bởi vì nó phải tránh một cái con khe. Với là ở đó là núi nó cao nữa, nên là phải làm một cái cua chữ U bám vào sườn núi đó, thì để hạ cái độ cao xuống và đi cho nó dễ. Thì qua cua chữ U á, thì ở đó nó có hai cái chốt của bộ đội ta. Thì khi cái tiểu đoàn 4 chúng tôi hành quân ra đến khu vực đèo Gà, thì đến cái chỗ đó là chúng tôi được nghỉ giải lao. Thì hôm đó chính xác là cái trung đội 3 của chúng tôi là đang ở đầu đội hình. Thì chúng tôi đang ngồi ở đó, mà cũng ngồi xưa thôi chứ không dám ngồi gần đâu. Ngồi ở dọc đường nghỉ lao đấy, nhưng mà chúng tôi người cách người phải cỡ 6-7 mét một người. Có nói chuyện là cũng phải nói to to mới nghe được. Thì ở phía dưới chân dốc ở dưới suối đi lên thì tôi ngồi trên này, tôi nhìn xuống là thấy có 7 đồng chí là đang đi ngược lại chỗ cái hướng của chúng tôi, lại đang từ ngoài đi vào. Thì tôi mới đứng ở trên đây, tôi mới xách khẩu AK lên, tôi mới hỏi là đơn vị nào đấy. Thế thì tôi còn nhớ đến giờ thì người ta ở cái lữ 25 công binh, mà nó thuộc của quân đoàn hay là quân khu thì cái này thì tôi cũng không rõ đâu, hình như là của quân đoàn thì phải. Thế thì mấy đồng chí mới ngửa mặt lên là nói là đơn vị công binh. Thế thì tôi ngồi một lúc thì các đồng chí tôi trèo ở dưới suối rồi đi lên thì đến cái chỗ chúng tôi ngồi thì bắt đầu là giải lao. Mà cái thời gian nó chúng tôi hầu như là ở trong mùa mưa ở trong biên giới là chúng tôi không có thuốc hút, nên là khi gặp được mấy anh em công binh người ta đi vào thì chắc chắn là nghĩ trong bụng là bọn này là nó có thuốc, mà nó có thuốc thật. Thế là lên là tôi nói là đúng là vì điếu thuốc mà quên đi những cái chết. Khi nghe nói là anh em có thuốc thì tất cả một số anh em trong cái trung đội của tôi rồi là trong đại đội của tôi, thế là cần ngửi thấy mùi thuốc lá thôi là anh em tụm năm tụm bảy lại bắt đầu là xin thuốc hút. Mà tôi nói với các đồng chí nó nguy hiểm chứ, hai bên là rừng mà trong nó rất rộng, mà tụ tập lại như vậy thì rất nguy hiểm. Thế rồi là chia thuốc nhau hút, thì mỗi người mỗi khói, xong rồi tôi bắt là phải tản ra hết. Mà lúc đó anh B3 anh cũng chạy lên, anh bảo là tản ra hết, chúng mày muốn chết à. Thế là anh em cũng phải tản ra, mỗi đứa mỗi góc là ngồi hút thuốc. Thế lúc này tôi mới biết là đó là một cái đoàn khảo sát của lữ 25 công binh. Người ta vào người ta đi khảo sát, hình như là đi khảo sát cái đèo Gà thì phải, để người ta có cái bản vẽ để sau này để thiết kế một cái đường để đi vào trong biên giới Thái Lan. Có lẽ là như vậy, đó là theo tôi đoán thôi. Chứ còn lúc đó chúng tôi thì ngồi với nhau cũng không được lâu, chỉ biết là các cái đồng chí đó là thuộc vào cái đơn vị lữ 25 công binh, là người ta vào người ta đi khảo sát. Thế rồi bắt đầu là chúng tôi bắt đầu là hành quân ra. Thì bắt đầu là chúng tôi hành quân qua đèo Gà, bắt đầu là sang đến đèo Khỉ. Thì sang đèo Khỉ thì cái đèo Khỉ là cái đèo nó cao hơn đèo Gà, thì hành quân rất lâu. Mà lúc đó thì nó làm gì có đường lộ to đâu, chỉ có từ đèo Khỉ trở ra ngoài thị trấn Lách thì mới có đường to thôi. Mà chúng tôi hành quân mà từ mờ sáng mà cho đến mãi chiều tối rồi đó, là chúng tôi mới hành quân được từ trong sông Cờ Long, tức là biên giới Thái Lan, đi ra được đến sư đoàn bộ tiền phương, tức là khu vực Nam Nhà. Thì lúc đó là cả cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi lại ra ngoài đó. Thế thì ra ngoài đó thì lúc đó tôi mới biết là cái Tết năm nay thì ở quân khu là có cái kế hoạch là cho Lê Đức Anh là tư lệnh mặt trận là vào trong chỗ khu vực Nam Nhà để đi thăm bộ đội, đi kiểm tra trận địa. Đó, và cũng vào đó là để thăm coi là tình hình cuộc sống của bộ đội ta trong đó như thế nào. Đó, tôi nhớ là như vậy. Thế thì cái nhiệm vụ của cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi là ra ngoài đó chủ yếu để bảo vệ tướng Lê Đức Anh. Thế thì khi ra đến khu vực Nam Nhà thì bắt đầu là chúng tôi là cũng tổ chức là ở lại đó một đêm. Thì sáng ngày mai thì bắt đầu là triển khai đội hình
Xung quanh đó thì nó rất là nhiều hầm hào công sự của các cái đơn vị, kể cả như bản thân bọn tôi khi đi vào thì chúng tôi cũng ở đó. Thì ở đó thì chúng tôi cũng đã đào hầm hào công sự rồi. Thì chúng tôi chỉ được biên chế vào đó, sau đó là sửa lại, rồi là quét dọn để cho nó sạch sẽ, để cho chúng tôi chốt và ở khu vực đó. Thì ngay ngày hôm sau thôi là chúng tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Thì cả một tiểu đoàn là cứ phải đi vòng tròn cái khu vực năm nhà đó, rộng ra có chỗ tầm 2-3 cây số, đi xung quanh ở đó. Mà chỗ chân đèo khỉ thì hầu như hai bên nó là núi rừng, nó rất là rậm rạp, mà nó chỉ có một cái thung lũng ở khu vực năm nhà là có một cái đám đất nó rất là rộng, còn xung quanh nó là núi, mà toàn là núi đá, núi cao không, và rừng rất là già. Thế thì nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi xung quanh ở đó để đi truy quét, gọi là làm sạch cái vùng đó, để khi gần Tết để đón Đại tướng là Lê Đức Anh vào thăm bộ đội. Đó, nhiệm vụ của chúng tôi là như vậy. Thế thì ngày nào chúng tôi cũng phải đi cả. Cứ giải hết khắp đội hình, hôm nay đi hướng này thì hôm sau đi hướng khác. Cứ thể đi đi tìm các cái dấu vết của địch. Chỗ nào nghi ngờ thì bắt đầu là cho các tổ, các mũi là tổ chức phục kích, để đảm bảo an toàn để cho Đại tướng vào. Thì chúng tôi chốt và truy quét xung quanh cái khu vực đó. Thì cái thời gian đó thì ở ngoài sư bộ tiền phương thì nó cũng không có địch đấy, nhưng mà xung quanh đó thì hầu như là chúng nó cũng sử dụng chủ yếu là cối 82 ly và cối 120 ly, nhưng nó bắn từ đâu đến thì cũng khó mà biết được, bởi vì ở đó thì chỉ có hỏa lực cầu vồng như pháo rồi cối thì mới bắn được thôi, chứ còn cái dạng như là bạn đạn và đạn bắn thẳng thì hầu như ở đó nó không có tác dụng, bởi vì rừng rậm lắm, chỉ có mỗi cái thung lũng chỗ khu vực năm nhà đó là nó không có cây mấy thôi. Thế nhiệm vụ hàng ngày cứ như thế. Thì cho đến khoảng độ cỡ 26 Tết, bước sang năm 1980, sang năm 81 là khoảng như vậy, tôi nhớ cũng không rõ lắm, khoảng như thế. Thế thì bắt đầu là hôm đó là cái đại đội 3 của chúng tôi chốt là cách chỗ khu vực năm nhà tầm khoảng 2 cây số. Có nghĩa là chúng tôi lại đi vượt xuống suối, lại lên trên một cái đồi chốt để bảo vệ khu vực đó để cho đại tướng vào. Thế thì chúng tôi chốt ở đó thì bộ đội chúng tôi thì hay đồn thổi lên lắm, và hay nghe thằng này nói thế nọ, thằng này nói thế kia, là cứ đồn thổi lên. Thế thì bảo là Tết năm nay là có cái đoàn văn công của quân khu 9 cộng với là tướng Lê Đức Anh vào thăm bộ đội. Mà tôi nói với các đồng chí là hầu như chúng tôi phấn khởi lắm thôi. Nghe nói có cái đoàn văn công vào là chắc chắn là có phụ nữ con gái rồi, nên là chúng tôi sướng lắm, thích lắm. Mà tôi nói với các đồng chí cái hôm đó, chính xác là lẽ ra là cái trung đội tôi là phải bị kỷ luật. Mà chúng tôi chốt cách đó khoảng độ 2 cây số, mà khi nghe được cái tin như vậy, mà tôi nói với các đồng chí, không biết là cái nguyên nhân mà trong người mình nó bột phát hay là như thế nào. Nhưng mặc dù là cái tư tưởng của chúng tôi không phải là bỏ chốt chống lệnh đâu, nhưng mà nghe nói có đoàn văn công vào với là tướng vào là thịt lắm. Cuối cùng loanh quanh là tôi bỏ chốt, không chốt nữa. Tôi dẫn nguyên trung đội của tôi từ cái chỗ đó mà đi ra chỗ khu vực năm nhà để đón đại tướng vào. Thì tôi nói với các đồng chí là nói là 2 cây số thôi, nhưng mà đi vòng đi vèo nó rất lâu, bởi vì là ở đó núi nó cao lắm. Thế là tôi dẫn trung đội đi ra. Thì khi tôi dẫn trung đội đi ra thì đi qua chỗ tiểu đoàn 4. Thì lúc đó là cán bộ tiểu đoàn 4 vân vân ở đó là thấy bọn tôi đi qua mà. Thế thì lúc đó là cái máy bay trực thăng á, là bay không biết là từ Nông Pênh hay ở đâu thì tôi cũng không biết, nhưng mà vào chỗ khu vực năm nhà hạ cánh. Thì chính xác lúc đó là ông Lê Đức Anh ông vào. Thì lúc đó chúng tôi cũng mò ra đến đó. Thì mới đi qua chỗ tiểu đoàn bộ. Đi qua chỗ tiểu đoàn bộ thì là mấy ông chỉ huy ở tiểu đoàn là thấy chúng tôi ra, nhưng mà lại không dám chửi, bởi vì hôm đó là tướng vào mà, chứ còn bình thường thì chết với mấy ông, thế cũng không ai nói gì cả. Thế là chúng tôi đi thẳng ra chỗ khu vực sân bay đứng xem coi là tướng tá vào như thế nào. Với chủ yếu của chúng tôi là vào là để xem coi có cái đoàn văn công của quân khu 9 người ta vào đây hay không. Cái đây là chỉ có nghe tin đi chứ còn cũng không biết chính xác, mà đơn vị cũng không phổ biến, lính nó đồn thổi lên thôi. Thì cái lúc máy bay nó hạ cánh xuống thì thấy có một
số người bảo vệ rồi là tướng Lê Đức Anh là vào, nhưng mà chúng tôi đứng ở xa chứ cũng không được lại gần, chủ yếu đứng ở vòng ngoài thôi. Thì tướng xuống thì mới đi vào trong sứ bộ tiền phương, người ta đi làm việc như thế nào. Thì chúng tôi cứ cố trố mắt ra nhìn xem có thấy cái đoàn văn công của quân khu 9 không. Nhưng mà thực ra có đoàn văn công đâu. Đây là lính đồn thổi lên, làm cho chúng tôi là hứng khởi quá nên là bỏ cả chốt, mò ra ngoài này để đi xem coi là có đoàn văn công thật không. Thế cuối cùng là chúng tôi cứ đứng ở đó nhìn vào chỗ sân bay. Nhìn vào chỗ sân bay thì được, có lẽ là thủ trưởng là vào trong chỗ sư bộ tiền phương đã làm việc khoảng độ chỉ khoảng tiếng đồng hồ thôi. Thì bắt đầu thủ trưởng ra thì cũng đi xung quanh các cái chốt ở đó. Thì ở đó thì chủ yếu là các cái đơn vị trinh sát, rồi là thông tin, rồi là hỏa lực, chủ yếu là bộ phận trực thuộc, là người ta chốt xung quanh chủ sự bộ tiền phương với là cái sân bay giả chiến đó. Lính ở dưới tiểu đoàn như chúng tôi thì hầu như là chủ yếu là chốt vòng ngoài thôi, chứ cũng không được ở trong cái khu vực đó đâu, chủ yếu là bộ phận trực thuộc. Thế lúc tướng đi ra thì mới đến đi thăm các cái chốt xung quanh đó, cũng đi đến bắt tay rồi là từng đơn vị một. Thì cái đợt đó cái trung đội của tôi thì còn có 7 thằng thôi, 8 thằng, nhưng mà thằng Hanh nó bị thương rồi là nó đi viện rồi, chỉ còn có 7 thằng, cả tôi nữa, cũng không có trung đội phó đâu. Thế là tướng Lê Đức Anh thấy thì chúng tôi đang đứng ở đó, cứ thế là nhìn tướng thôi. Thế là ông đi lại cùng với một bộ phận bảo vệ này, thì đi lại bắt đầu là bắt tay chúng tôi. Không biết là lúc đó tướng Lê Đức Anh nhìn chúng tôi như thế nào, nhưng mà chúng tôi lúc đó nhìn tướng thì phải nói là chúng tôi ấn tượng lắm. Trông cái tướng của các ông ấy nhìn trông nó dạn dày mà trông nó phong trần. Nhìn tướng thì thôi rồi, đúng là người ta làm tướng là phải. Nhưng mà có lẽ là tướng Lê Đức Anh nhìn chúng tôi cũng có lẽ là cũng nghẹn ngào, bởi vì chúng tôi tóc tốt ngang vai. Tôi nói với các đồng chí là quần áo chúng tôi rách tả tơi, có những thằng là mặc đằng trước lộn đến đằng sau, trông rất rất là bẩn thỉu, trong khi lại đứng đón tướng như vậy. Thế thì ông đến ông bắt tay từng người một, xong đó là cái người đi sau là móc ra một gói thuốc Tam Đảo, mời chúng tôi là mỗi người một điếu. Còn cái người đi đằng sau nữa thì là một cô gái, nói là cô gái thôi nhưng mà có lẽ là cũng hơn tuổi tôi. Thế thì xin được nói với các đồng chí là người ta bê một cái khay kẹo như thế này này, toàn là kẹo chanh. Thế là đi đến đâu thì cứ bốc là cho mỗi thằng mỗi nắm, thằng khoảng độ 5-6 cái kẹo chanh khoảng như thế, mà cứ cầm cái khay khay kẹo đi hết chốt nọ đến chốt kia thì cho chúng tôi. Mà tôi nói thật sự với các đồng chí, khi nhìn cái cô gái, nhưng mà tôi nghĩ cái cô đấy cũng có chồng rồi, chắc cũng có tuổi rồi, hầu như là chúng tôi nhìn không chớp mắt. Mà lúc đó thì thấy tướng vào là rồi là cái tinh thần chúng tôi nó cũng phấn khởi lắm. Và tôi còn nhớ là lúc đó là tướng Lê Đức Anh là có hỏi tôi, thì mới bảo là đơn vị các đồng chí ai là chỉ huy. Thì tôi mới nói là tôi là Phạm Tấn Sơn, thuộc 1C3 D4 E9 F339, chức vụ là trung đội trưởng, xin báo cáo với thủ trưởng. Thế thì thủ trưởng mới hỏi tôi là Tết của các đồng chí thì được chuẩn bị đến đâu rồi. Thì tôi có nói là thưa thủ trưởng là chúng tôi chưa có thịt lợn, chưa có bánh chưng, và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi chưa có quần áo mới. Thì lúc đó tôi thấy tướng rất là nghẹn ngào, nhưng mà có lẽ là ông cũng 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 nén lại cái nghẹn ngào đó, bởi vì vào đó là thấy lính nó khổ lắm, mà chỉ huy cấp tướng vào mà thấy lính khổ như vậy thì chắc chắn là người ta cũng rất là nghẹn ngào. Nhưng mà cái bản lĩnh chiến trường của người ta rồi là như thế nào đó là người ta cũng nén lại cái cảm xúc ở trong người. Thế tôi nói như vậy xong thì lúc đó là tướng cũng bắt tay chúng tôi rồi là đi đến cái chốt khác. Thế thì xong cái rồi là chúng tôi lại lủi thủi là chúng tôi lại. Thì cái lúc chúng tôi đi qua chỗ tiểu đoàn bộ á, thì cũng rất may là cán bộ chỉ huy tiểu đoàn lúc đó cũng đang tháp tùng tướng, nên là chúng tôi cũng không gặp ai cả. Chúng tôi đi cắt qua chỗ đó, xong đó là chúng tôi lại đi theo lối cũ và lại đi về chỗ cái chốt của chúng tôi, cái trung đội tôi chốt ở đó. Thì đó là một cái kỷ niệm. Thế là đến khoảng độ ngày 28 Tết năm 1980 sang năm 1981, thì cái lúc đó là cái trung đội của tôi và cái đại đội 3 của chúng tôi thì cũng được rút ra ngoài khu vực Nam Nhà, thì cũng ở lanh quanh ở khu vực đó. Thế
Thì tôi xin được nói với các đồng chí là đến khoảng 28 Tết là có hai cái máy bay trực thăng cũng bay từ ngoài vào và cũng hạ xuống chỗ khu vực Năm Nhà. Mà tôi nói với các đồng chí là cứ mỗi lần máy bay trực thăng bay vào thì bắt đầu là Pol Pot là nó lại dùng cối rồi là dùng pháo gì đó là nó bắn, nhưng mà thực ra là nó bắn vu vơ thôi, nó nổ mãi đâu đâu chứ nó cũng không trúng sân bay đâu. Nên là lúc đó máy bay lên xuống thì hầu như là cũng bình thường, nhưng mà đặc biệt là những cái máy bay trực thăng nó bay từ ngoài nó bay vào thì đến gần chỗ khu vực Năm Nhà là nó hạ rất thấp, nó bay trên ngọn cây khoảng mấy chục mét thôi, sau đó là nó cua vòng cái là nó hạ xuống đó. Thì cái đợt đó hai cái máy bay trực thăng vào thì một cái máy bay là chở không biết là mấy con lợn thì tôi cũng không rõ đâu, để cho bộ đội ăn Tết, với là một cái máy bay là chở quân tư trang rồi là nhu yếu phẩm, tức là bỏ hàng xuống chỗ khu vực Năm Nhà. Thế toàn bộ cái hàng đó thì xin được nói với các đồng chí là chúng tôi thì cái thời gian đó là chủ yếu là cứ đi truy quét xung quanh khu vực đó để bảo vệ sư bộ tiền phương. Thì cái hôm đó là giáp đến ngày Tết rồi thì tự nhiên là thấy là như cái trung đội của chúng tôi là được chia một cân thịt lợn và một bao thuốc tam đảo đó, và được cấp cho mỗi người là một bộ quần áo mới. Đó là cái Tết năm 80 đó, cái kỷ niệm mà tôi nhớ rất rõ. Thế thì cho đến cái ngày mùng 1 Tết, buổi sáng ngày mùng 1 Tết âm lịch năm 1980 sang năm 1981 thì tôi nói với các đồng chí là cái này nó rất là thật này. Tôi kể không bao giờ là tôi kể bịa hay là tôi nâng cái quan điểm lính của chúng tôi ở trong rừng. Không ai bảo ai cả, mà tất cả các anh em trong trung đội, trong đại đội là cái buổi sáng của nó thằng nào cũng lấy cái bộ quần áo mới mà lần trước đại tướng là cho máy bay trực thăng là cấp cho chúng tôi, thằng nào cũng mặc. Chúng tôi cũng đón Tết như là ở nhà vậy. Thế là cả một cái đơn vị của chúng tôi là quần áo mới tinh. Thế thì tôi nói với các đồng chí là ở chỗ cái hầm đại đội chỗ anh Bé Ba, mà cái tính của anh Bé Ba là anh rất cầu kỳ đó và sạch sẽ, rồi là hơi làm điệu nữa, mà cộng là anh lại được cái thằng Sơn anh nuôi nữa, nên là thằng Sơn anh nuôi nó vào nó bẻ cái hoa rừng rồi phong lan rồi nó cũng trang trí ở chỗ cái hầm đại đội đó, rồi anh Bé Ba là anh cũng lấy chổi lấy cây là anh cũng quét dọn cái khu vực đó sạch sẽ đấy, để cho đón Tết năm 1980 sang năm 1981. Những cái câu chuyện đó tuy là nó rất là đời thường thôi, nó rất là bình thường, nhưng mà cả một cái kỷ niệm đẹp của chúng tôi khi ở trong rừng Pusat. Thế thì sau mấy cái ngày Tết đó thì đến khoảng độ mùng 5, mùng 6 Tết gì đó, lúc đó cũng hết Tết rồi, không khí Tết cũng không còn nữa. Thế thì lúc đó là chúng tôi đang chốt cách chỗ khu vực Năm Nhà khoảng độ 2 đến 3 cây số khoảng chỗ đó, và suốt cái thời gian chúng tôi truy quét ở đó thì cũng không đụng địch, nhưng mà thỉnh thoảng là cối từ rất xa nó bắn vào thì có. Thế thì cũng nhiều lần là đi đón đánh các cái khẩu hỏa lực của nó, nhưng mà hầu như cũng không đánh được bởi vì rất khó tìm. Thế thì chúng tôi mới được rút quay ra chỗ khu vực gọi là khu vực Năm Nhà đó. Khu vực Năm Nhà thì xin được nói với các đồng chí á, thì sau này là cái khu vực Năm Nhà được bảo vệ rất là vững chắc ở đó. Thì tôi còn nhớ là ở ngoài đi vào bên cánh phải thì ở đó nó có một cái đồi không cao lắm gần khu vực Năm Nhà. Thì cái lúc đó là trên đỉnh cái đồi đó là có đặt hai khẩu 8-15 pháo 85 đó, tức là pháo 85 nòng dài đó. Và cái phía bên tay trái ở phía chỗ gần đèo Khỉ thì nó ở đó nó có đặt 3 khẩu 105 ly. Là cái lúc đó là pháo của ta đã kéo được vào đến chân đèo Khỉ rồi đó. Là kéo đến đó, chứ còn từ đèo Khỉ vào trong biên giới Thai là chưa có đường. Nên xe kéo chưa thể kéo vào đó được. Mà sau này khảo sát rồi mới làm đèo làm đường sau thì cái đó thì thuộc bộ vào cái bộ phận của công binh. Thì chúng tôi cũng không được rõ lắm. Thế rồi là chúng tôi bảo vệ và được ăn Tết ở ngoài này. Xong thì đến khoảng mùng 5, mùng 6 gì đó thì lại cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi lại nhận lệnh lại từ đèo Khỉ đó lại hành quân vào biên giới Thái, quay lại vị trí cũ.
Thì trên đường chúng tôi cũng vượt đèo khỉ, đèo gà để quay lại vị trí cũ, thì tôi xin được kể một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Nhưng mà cái câu chuyện này thì tôi cũng được nghe các cái chốt đường của cái trung đoàn 10 ấy, là nó kể lại thôi. Chứ còn thực ra thì cũng không phải là đơn vị của chúng tôi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì anh em lính trung đoàn 10 thì đồng hương Thanh Hóa của chúng tôi rất nhiều. Và cũng là nhập ngũ năm 1978, mà chủ yếu là lính Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, rồi là lính Bình Trị Thiên. Nhưng mà có lẽ là quân số lính Thanh Hóa là nhiều nhất. Thì tôi xin được kể với các đồng chí, khi chúng tôi hành quân quay vào thì vào đến chỗ gần chỗ cái cua chữ U. Thì ở đó là cũng có mấy cái trạm nghỉ, mấy cái chốt của ta, mà lúc đó là chủ yếu là chốt của anh em trung đoàn 10. Thì tôi xin được kể một cái câu chuyện. Thì đến đó chúng tôi mới ngồi trên đường, chúng tôi giải lao. Mà cái khi chúng tôi hành quân vào là cũng nhận nhu yếu phẩm rồi hàng hóa linh tinh, là lại phải đèo vô trong cho trung đoàn. Nên là ba lô chúng tôi rất nặng. Thì đến đó mới nghỉ giải lao. Thì chúng tôi nghỉ giải lao ở đó thì cũng một cái đoạn không phải là cua lắm, nhưng mà nó hơi cung như thế này, nó lượn theo theo cái hình núi, và phía dưới này là suối. Nhưng mà cái suối lúc đó thì nước nó cũng không có nhiều đâu, chảy róc rách nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà chỉ có nghe cái tiếng nó nước nó chảy thôi, chứ còn ở chỗ bờ suối nó cây nó rất rậm. Thì đến nó có mấy cái chốt của ta thì chúng tôi dừng giải lao. Thì chúng tôi dừng giải lao thì tôi đang ngồi ở bìa rừng như thế này. Thì tôi nhìn những cái đàn kiến nó cứ ra nó đi tha những cái hạt gạo, mà cái lúc đó là những cái hạt gạo nó mốc xanh mốc đỏ đi rồi, hạt thì đen thui đi. Thì những cái đàn kiến nó cứ ra nó đi tha những cái hạt gạo đó. Thì tôi có lặt cái hạt gạo lên tôi bóp bóp ra, thì đây đúng là gạo rồi. Thế thì tôi đi nói thì bỗng biết được gạo ở đây sao nó rơi rớt ở đây nhiều như thế này. Thế thì tôi mới ngồi tôi mới nói chuyện một cái anh lính trung đoàn 10 có cái tổ chốt ở đó. Thì anh ấy nói là có một cái đơn vị, có một cái đại đội của trung đoàn 10 á, là lúc đó cũng là Tết, gần Tết thì người ta mới đi ra ngoài đó để người ta nhận hàng nhu yếu phẩm, là để lấy cái là cho bộ đội ăn Tết năm 80 tháng 5 81. Thì lúc đó có một đại đội hành quân ra thì nhận được nhu yếu phẩm xong là quay lại thì bị bọn Pol Pot nó phục kích. Thì tôi nghe anh lính trung đoàn 10 anh kể lại với tôi là có 40 chiến sĩ của ta là sống sót, có một người, còn đâu là hy sinh hết. Và đồng chí nó kể là nó dùng mìn định hướng, là nó gài ở đó và nó phục kích ở đó. Thì khi cái lực lượng của ta đi qua thì có lẽ chủ quan, mà cái đoạn nó cua thì quân nó dồn lại, co cụm lại, đi dày quá. Nên là toàn bộ cái loại mìn cờ lấy mò nó đặt ở đó, hầu như là khi nó nổ thì hầu như nó thổi toàn bộ cái đội hình của một cái đại đội thuộc lính trung đoàn 10 là hy sinh ở đó. Chính vì thế mà khi tôi ngồi ở đó là tôi thấy là gạo rồi là vương vãi ra đường, là ví rơi ở đó thì bắt đầu là kiếm nó bỏ ra nó tha. Thế thì xin được nói với các đồng chí là gạo đó là thấm cả máu bộ đội mình nữa. Nên là có những cái hạt gạo thì nó mốc xanh đi, nhưng mà có những cái hạt gạo thì nó lại màu đen. Có lẽ là máu của bộ đội mình chảy ra đó, ngấm vào từng hạt gạo, nó nằm rải rác ven đường. Đấy, thì tôi xin được nói với các đồng chí là như thế. Thì cái câu chuyện này là tôi chỉ được nghe lại là lính trung đoàn 10 kể lại thôi. Chứ còn anh em trung đoàn 10 với anh em trung đoàn 9 thì cũng là một sư đoàn. Mà tính rộng ra nữa thì chúng tôi cũng là quân tình nguyện Việt Nam sang làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Thì ai cũng như ai cả thôi. Nhưng mà khi nghe được cái tin như vậy thì xin được nói với các đồng chí, chúng tôi rất ngậm ngùi, rất đau lòng. Mà chúng tôi cứ lặng lẽ, không ai nói với ai hết. Mà tôi cứ ngồi tôi nhìn cái đàn kiến nó tha những hạt gạo. Tôi nói với các đồng chí nó đau xót vô cùng. Nó không, tức là cái cảm giác của chúng tôi khi đó nó như thế nào đó rất là khó tả. Mà tôi nhìn cả một cái tuyến chốt của anh em trung đoàn 10 đó, cả một cái đoạn cua nó rất rộng như vậy. Nó theo cái sườn núi mà chỉ có hai cái chốt cách nhau rất xưa, mà mỗi một chốt có một tổ là ba người thôi. Những cái khu vực trọng yếu chỉ có hai cái chốt, mà đó là hai cái chốt được gọi là gần nhau thôi.
Chứ còn những cái chốt mà sau này chúng tôi chốt nha, chốt cách chốt có khi đến hàng cây số, hai cây số, ba cây số mới có một cái chốt. Quân nó thiếu nên phải giải rộng ra, nên là rất là nhiều cái kẻ hở để cho quân quân Pốt nó vào, nó gài mìn, nó phục kích. Cái câu chuyện này thì là một cái câu chuyện là có thật chứ không phải là chúng tôi bịa ra đâu. Đấy, tuy nhiên thì chúng tôi chỉ nghe lại là anh em trung đoàn 10 nói lại như vậy thôi. Thì các đồng chí cứ tưởng tượng là khi chúng tôi vào đó thì hầu như là cái mạng sống của chúng tôi nó vô cùng là mong manh. Nó còn mong manh hơn là cái tờ giấy bu lìa kia. Khẽ đụng với là nó rách thôi. Xin được nói với các đồng chí như thế. Chứ cái trường hợp đó thì nó không phải là đơn vị của chúng tôi. Đấy, rồi lúc đó là bạn bè của tôi, đồng hương Thanh Hóa chúng tôi ở trung đoàn 10 rất nhiều. Mà hy sinh trong cái trận đó những ai thì có đồng hương Thanh Hóa hay không hay như thế nào thì cũng không thể biết được. Đau xót như vậy. Thế rồi là ngậm ngùi quá rồi chúng tôi cũng phải lên đường thôi. Lại tiếp tục lại hành quân, quay lại chỗ khu vực bảy nhà, lại tiếp tục lại làm nhiệm vụ ở trong đó. Thế thì lúc này thì cái trung đoàn bộ của trung đoàn 9 thì đang ở khu vực gọi là khu vực bảy nhà. Thế thì khi tiểu đoàn 4 của chúng tôi hành quân vào đến nơi thì cũng ổn định lại đội hình và tiếp tục làm nhiệm vụ ở trong đó. Thế thì lúc này thì vẫn là cái đại đội 3 của chúng tôi là vẫn ở phía sau của trung đoàn bộ và chỗ gần cái sân bay giải chiến. Thế thì chúng tôi cũng chủ yếu là bảo vệ trung đoàn bộ và cái sân bay giải chiến. Thế thì được một thời gian chúng tôi chốt ở đó thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Còn cái loại mà cối pháo thì hầu như ngày nào quân quân Pốt nó cũng bắn. Nhưng mà chẳng qua thì chúng nó bắn cũng là bắn vu vơ, bắn cầm canh vậy thôi. Chứ cũng không diễn ra một cái trận đánh lớn nào cả. Không biết là như anh em chỗ trung đoàn 14 công an vũ trang rồi trung đoàn 10 của sư đoàn 339 thì như thế nào. Nhưng mà cái hướng của đơn vị chúng tôi thì không có cái trận nào đánh lớn cả. Mà thực sự khi chúng tôi vào khu sát chiến đấu của trong rừng thì hầu như các cái trận đánh lớn thì hầu như ít xảy ra, nó không có nhiều. Chủ yếu trong đó quân quân Pốt là nó đánh theo cái kiểu là du kích là phần lớn. Thế thì chúng tôi ở đó được khoảng độ tầm 10 ngày. Thì lúc đó tiểu đoàn có lệnh cho cái đại đội 3 của chúng tôi qua sông Cơ Long để đi thay chốt cho cái đại đội 1. Thế thì sau khi nhận lệnh thì anh bé Ba với dẫn đại đội là vượt qua cái sông Cơ Long để đi sang thay chốt. Thế thì buổi chiều hôm đó chúng tôi vào, chúng tôi thay chốt cho đại đội 1 và đại đội 1 lại rút ra chỗ cái vị trí của chúng tôi. Có lẽ là cái chốt của đại đội 1 mà khi chúng tôi thay chốt thì đó cũng là một cái chốt có lẽ là cái chốt nguy hiểm nhất và cũng là cái chốt xa nhất so với đội hình của tiểu đoàn. Thì thời gian chúng tôi sang đó chốt thì xin được nói với các đồng chí là tôi còn nhớ là có cái đồng chí 6. Đồng chí 6 là tôi có biết là khi tôi chưa bị thương ở Tà Keo thì đồng chí 6 là chính trị viên của đại đội 3 của chúng tôi. Thế thì có lẽ là đồng chí ấy là bị thương và hay là như thế nào đó. Thì mãi đến cái năm đầu năm 81 thì đồng chí mới quay lại đơn vị. Thì quay lại đơn vị thì đồng chí ấy vẫn là cái chức vụ cũ, tức là đại phó của đại đội 3 của chúng tôi kiêm chính trị viên. Còn anh bé Ba là đại đội trưởng. Thế thì khi sang thay chốt thì chúng tôi cũng tiếp nhận lại hầm hào công sự và sửa chữa lại một số chỗ và tiếp tục là chặt cây chặt cối, là củng cố lại hầm hào công sự. Thì đó là cái yêu cầu của đại đội. Thế thì thường khi thì cái chốt đó thì hay bị quân Buôn Pốt nó tập kích bằng hỏa lực. Thế thì sang đó thì bắt đầu là anh bé Ba anh cũng ra một cái kế hoạch và cho các cái trung đội để thực hiện. Thế thì thường thường là cứ mỗi một trung đội, thì như cái trung đội của tôi thì do tôi chỉ huy, thì được là đơn vị là giao nhiệm vụ là chủ yếu là chúng tôi là đi bối tiêu. Cái thuật ngữ trong quân sự mà đi bối tiêu thì có thể là chỉ có những người lính chiến thì mới hiểu được.
hoặc là cái thuật ngữ này đa số là các anh thời chống Mỹ thì hay dùng cái thuật ngữ gọi là đi bối tiêu. Thì bối tiêu thì là gì? Là bối tiêu là cũng cử ra các cái tổ nóng rộng ra khỏi đội hình chốt, thì ra ngoài đó là chủ yếu là phục kích địch từ xa và bám nắm tình hình địch. Thế thì anh bé Ba, anh là lính thời chống Mỹ. Thực ra thì anh bé Ba là anh đi bộ đội từ năm 71. Nhưng mà cái thời gian năm 71, như anh bé Ba anh có nói lại với tôi, thì là lúc đó là anh vào cái đội dân quân du kích của địa phương. Còn chính thức gia nhập quân đội là năm 1972. Thế thì anh là một cái người lính là cực kỳ dạn dày kinh nghiệm trong chiến đấu, mà chính là cái thuật ngữ bối tiêu là cũng do anh bé Ba đề ra. Thế thì cái trung đội của tôi lại chuyên gia đi bối tiêu, chứ còn chúng tôi lại không bao giờ ở hầm, chứ còn không thay đổi. Ví dụ như cái trung đội của tôi là cứ sáng mai ăn sáng xong thì bắt đầu lại dẫn ra là hai mũi. Lúc đó cái trung đội của tôi tổng thể quân số cả chỉ huy nữa có 7 người thôi mà, cả trung đội có 7 người thôi. Thế thì chia ra thành hai tổ, còn tôi thì phụ trách chung. Thế thì khi chúng tôi sang thay chốt thì tất cả các cái bãi mìn của anh em C1 nó để lại thì được bàn giao, và sau đó chúng tôi cũng gài thêm một số chỗ. Nhưng mà ở trong cái bãi mìn thì chúng tôi có những cái con đường nó cực kỳ là bí mật, bởi vì là đi ra khỏi bãi mìn thì chúng tôi có cái lối đi riêng, mà những cái lối đó thì được đánh dấu để cho chúng tôi đi bối tiêu, rồi hầu như chúng tôi đều vượt qua bãi mìn. Thì cứ sáng ra thì tôi lại dẫn cái trung đội của tôi đi. Đi thì bắt đầu là vượt qua bãi mìn, cách bãi mìn khoảng độ 100 mét, còn cách chốt khoảng độ tầm 300 mét, khoảng như thế. Thì ra ngoài đó là ở ngoài rừng đó là phục kích. Thì sáng nào tôi cũng dẫn bộ đội đi cả. Đi thì bắt đầu hôm nay thì phục chỗ này, hôm sau thì phục chỗ khác. Một tổ 4 người và một tổ 3 người. Tôi thì cứ phụ trách chung như vậy. Thế thì tôi nói với các đồng chí, đi bối tiêu nó vất vả lắm. Nó không vất vả về chân tay, nhưng mà ra đó rất buồn ngủ. Thứ nhất là ra ngoài đó là phải bí mật, không được ai nói chuyện với ai, thậm chí là không dám hút thuốc. Thế thì đa số là ra thì bắt đầu là anh em là cũng bí mật là chui vào trong cái bụi. Mà chui bụi thì cứ ngồi trong bụi, nằm trong đó là bắt đầu là buồn ngủ. Mà tôi nói với các đồng chí, cái thằng Thắng bắn 740 nó cứ rúc vào trong bụi là chỉ được vài chục phút xong là nó ngáy khò trong bụi. Tôi thì cứ bỏ lại là bảo là lại túm cái chân nó giật, bởi vì nó ngáy to lắm, sợ lộ. Thì cho đến cái hôm là chúng tôi cũng đi bối tiêu, mà cái hôm này thì chúng tôi bắn được hai thằng lính Pol Pot. Thì tôi kể cho các đồng chí nghe, thì bọn tôi cũng ra đi bối tiêu. Thì hôm đó đúng chỗ cái mũi của tôi, cái tổ của tôi, thì tôi đang phụ trách. Thì người cách người là khoảng tổ tầm 5 mét, bọn tôi phục kích đó. Mà thằng Thắng là nó là ở bên tay phải tôi, còn tôi thì lại lợi dụng vào được một cái ụ mối, và ở trên cái ụ mối thì nó mọc một cái đám cây nên là rất xanh tốt. Thì chỗ này nó cũng là một cái vật che khuất che đỡ rất tốt. Thì cái hôm đó tôi lại ngồi ở đó. Mà hôm đó là bọn tôi chỉ chậm khoảng độ tầm 30 phút thôi, thì có khi chúng tôi ra lại bị bọn Pol Pot nó phục kích lại. Thế thì tôi mới ra, tôi mới ngồi đó. Mà hôm đó là nhưng mà từ cái chỗ vị trí tôi quan sát ra phía ngoài thì nó phải nhìn được, quan sát được, tuy là ở trong rừng nhưng mà phải nhìn được tầm khoảng độ 20 mét, là nó rất thoáng đãng. Thế thì ngồi đó là cũng buồn ngủ lắm. Nhưng mà hôm đó không biết là trời xui đất khiến nó như thế nào đó, tôi lại cũng không buồn ngủ. Thì tự nhiên là tôi đang ngồi đó thì hướng trước mặt tôi là cứ thấy cây nó rung rung, và có cái tiếng gọi là đi cứ xào sạc ở trong rừng. Thì cứ thỉnh thoảng nó lại cứ rẽ cái lá cây này, rẽ cành cây này nó đi. Thì đến cái khi nó xuất hiện rõ ràng thì cách mặt tôi có khoảng độ tầm 6 mét, 5-6 mét thôi. Thì nhìn rõ ràng thấy thằng lính Pol Pot nó mặc một bộ quần áo xanh, đó, cổ nó quấn một cái khăn cà ma màu đỏ, và trên đầu thì nó đội một cái mũ xanh, cái mũ vải. Và thằng này á, thì nó lại cầm một cái khẩu AT. Thì lúc đó là tôi cũng rất là vội vàng mà cũng hơi giật mình. Thì cái khẩu AK thì tôi đã lên đạn sẵn rồi và khóa an toàn rồi, tôi để ngay bên cạnh.
thì tôi mới nâng khẩu AK lên thì tôi mới gạt cái khóa an toàn. Nhưng mà hôm đó tôi vội vàng quá nên tôi gạt cái khóa an toàn toàn là tôi gạt cái thì nó xuống cái nấc cuối cùng. Mà xuống cái nấc cuối cùng thì cái nấc đó là cái nấc bắn phát một chứ không phải là nấc liên thanh. Thì tôi bóp cò phát thì nổ cái đoàn phát, có một phát thôi. Nhưng cũng rất may là cái viên đạn khi tôi bắn là một cái cự ly nó rất gần, chứ còn không kịp ngắm đâu, gióng súng thẳng lại cái hướng thằng địch cho tôi bắn luôn. Thì cái viên đạn đó thì trúng thằng Linh Pốt thì nó ngã luôn xuống đó. Thế thì tôi lại tiếp tục, tôi nhìn ra phía xa một chút thì thấy thoáng thoáng có bóng người. Thì tôi tiếp tục tôi kéo cò, thì tôi kéo cò thì nó có nổ cái đoàn cái thôi. Thế thì tôi cứ kéo liên tục, cứ đoàn 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 bắn 3-4 viên liên tục để bắn cái mục tiêu phía sau. Thì cũng rất may là cái hôm đó là cái thằng Thắng á, nó nằm ở trong bụi nhưng mà nó nằm tách sang cánh phải tôi, nhưng mà ở phía trên một chút. Thì cái thằng Pốt bị tôi bắn á, thì cái thằng đi sau cách thằng Pốt khoảng độ tầm 15-20 mét. Thì nó nghe cái tiếng nổ này cái thì thằng Thắng nó lại phát hiện được là cái thằng đi sau. Thì bắt đầu là cái hướng chỗ thằng Thắng tự nhiên nổ mấy loạt AK, nổ liên thanh, nổ 3-4 loạt liên tục. Thì cái thằng đó lại bị thằng Thắng là hạ luôn. Thế thì tôi lại nhìn lại chỗ cái xác đang nằm trước mặt tôi, thì tôi ngắm vào đó, tôi bắn thêm cho mấy viên nữa. Thì thằng này đều dính đạn cả và nó chết tại chỗ. Còn cái thằng kia thì bị thằng Thắng cũng bắn chết tại chỗ. Thằng Thắng nó lấy về là được một khẩu B41. Cái giá đạn của nó thì có 6 quả, mà cái liều phóng của nó là xanh lè, đạn B41. Thế thì thằng Thắng nó xách cái giá đạn thì nó mới chạy lại chỗ tôi với là một khẩu B41. Còn tôi thì tôi lại tôi thu được một khẩu AT. Bọn này chắc là mò vào để thấy ta mà có thể là sinh hoạt ở trong chốt mà mất cảnh giác, là có thể là nó bắn vài ba quả B41 vào, hoặc là nó cóc cái AT vào. Thì sau đó là nó cũng bỏ chạy thôi. Bọn này chủ yếu nó vào đánh du kích thôi. Thì lúc đó là tôi mang cái hai quả lựu đạn, thì tôi mới lại chỗ cái xác của cái thằng mà bị thằng Thắng bắn chết. Thì tôi lại tôi mới nâng cái mông nó lên, tôi rút quả lựu đạn USA của Mỹ. Thì tôi mới rút quả lựu đạn, tôi rút chốt. Sau đó là tôi nâng cái mông nó lên là tôi gài vào đồ dưới mông đít của nó một quả lựu đạn. Nghĩa là nó mà vào, nó mà lấy cái xác đó ra thì chắc chắn là cái quả lựu đạn nó sẽ nổ. Thế thì quay lại đây thì tôi còn một quả lựu đạn, tôi tiếp tục tôi lại gài ở dưới mông của thằng này là một quả nữa. Sau đó là cái mũi đường kia thì thấy chúng tôi nổ súng thì cũng bỏ lại. Bỏ lại thì chúng tôi đã giải quyết xong hai thằng rồi. Thì xong cái lúc đó thì bắt đầu là chúng tôi lại rút quay về chốt. Thì quay về chốt thì chúng tôi cũng đi trên cái con đường bí mật đó. Thế thì về đến chốt là suốt cả đâu đến khoảng độ từ cái khi chúng tôi sang nó thay chốt cho đến cái lúc đó nó khoảng độ 15 ngày rồi thì mới diệt được hai thằng Pốt. Chỉ còn cái chốt của bọn tôi thì hầu như ngày nào cũng bị hỏa lực nó bắn vào chốt cả. Cái chốt đó là cái chốt gọi là khó khăn nhất của tiểu đoàn 4. Thì trong cái thời gian đó thì tôi nói với các đồng chí thì tôi bắt đầu là mắc bệnh. Mà một cái căn bệnh mà không ai biết là cái căn bệnh gì. Tôi xin được kể cho các đồng chí nghe. Được khoảng độ 3-4 ngày sau thì bắt đầu là tự nhiên là anh em ở trong đơn vị ai cũng khen tôi béo, rồi là trắng. Ai cũng khen như vậy, mà lúc đó thì cũng không có gương, cũng không có lược gì cả để mà soi coi cái mặt mình nó như thế nào. Cái mặt của mình thì chủ yếu là anh em nó nhìn rồi nó nói như vậy thôi. Cứ về buổi chiều thì chúng tôi hay xuống chỗ cái bờ sông Cơ Long đi tắm. Thì mình đến chỗ cái vùng nước lặng nên mình soi cái mặt xuống, cái mặt nước để mình nhìn xem cái mặt mình nó như thế nào, nhưng mà cũng không thấy được, nó mờ mờ, nó cũng không thấy được. Thế thì cho đến một cái buổi sáng tôi tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy hai cái chân của tôi thì nó sưng lên. Nó sưng mà nó cứ bung búng nước. Mình lấy cái tay mình nhận vào để một tí thì cái da nó lại bị căng lại. Mà cái thời gian đó là tự nhiên là tôi thấy đi đái là hơi khó đi đái. Thế thì chỉ được một ngày sau thôi thì toàn bộ cái chân của tôi và hai cái bắp đùi và đặc biệt là hai cái đầu gối nó sưng rất to. Nhưng mà người thì lại không đau, ăn lại vẫn cứ ăn bình thường, mà mặt sưng, chân sưng, sau đó là tay nó cũng sưng lên.
Thế thì ở đó được 3 ngày, 3 4 ngày gì đó thì cái chân của tôi nó xin được nói với các đồng chí là nó sưng, cái đầu gối và cái bắp đùi của tôi nó sưng như cái kiểu là hai cái cây chuối. Còn cái bàn chân của tôi là nó hệt như cái nải chuối. Nó sưng to đến mức độ như vậy. Thì đến cái lúc nó sưng to quá là đi lại nó rất khó khăn, nhưng mà tôi vẫn ăn được. Không hiểu là cái bệnh gì. Thế thì hôm đó anh bé ba anh bảo thôi, mày bị bệnh như thế này mà không biết là cái bệnh gì cả. Nên là vì cho tôi sang chỗ tiểu đoàn. Thì anh em mới đưa tôi xuống cái chỗ cái bờ sông Cửa Lông, anh em mới dìu sang. Dìu sang chỗ tiểu đoàn thì hỏi quân y tiểu đoàn thì người ta cũng không biết cái bệnh gì cả. Người ta cũng không cho cái thuốc gì cả. Mà tôi nói với các đồng chí lúc đó chúng tôi cũng khó khăn lắm. Ăn cơm thì chỉ có muối với cá khô. Anh nuôi thì nó đi cải thiện được ít. Cái cây môn thục đó là về nó nấu vơ nấu vẩn thế này. Ăn cho nó qua ngày đoạn tháng vậy thôi chứ còn nó thiếu đủ thứ. Thế thì nằm ở chỗ tiểu đoàn được mua vài ngày thì bệnh nó càng ngày nó càng trầm trọng. Mà lúc đó chúng tôi đi là bước đi nó rất là chậm chạp. Sau đó là được quân y tiểu đoàn là mới đưa tôi ra chỗ trung đoàn bộ. Cái trung đoàn bộ thì ở đó ngoài đó nó có cái trạm trạm phẫu ngoài đó. Ở chỗ khu vực bảy nhà. Thì đưa ra ngoài đó thì y sĩ ngoài đó cũng không đoán được tôi mắc cái bệnh gì cả. Mà người thì như thế nhưng mà đi thì không đi được. Đi từng bước cứ chậm chậm như vậy thôi. Nhưng mà cứ đứng lên đi là cứ mắt nó hơi hoa. Thì tôi nhớ lúc đó là cái anh Tiến là anh trưởng cái trạm phẫu ở đó. Tên anh là Tiên Tiến. Mà không biết là quê ở đâu tôi không rõ. Thì anh bảo thôi mày cứ nằm đây để chờ máy bay nó vào rồi là tôi cho mày về Việt Nam. Việt Nam là nó ở Nông Bênh đó. Thì tôi nói với các đồng chí chờ đó một thời gian đến khoảng độ 4-5 ngày không có máy bay vào. Thế thì lúc này bệnh của tôi càng ngày càng trầm trọng. Lúc đó là tôi đi lại rất khó khăn và mắt thì có hoa lên. Và người thì nó cứ sưng lên như vậy, nhất là hai cái đầu gối, nó sưng lên khiếp lắm. Mà hai cái bàn chân nó cũng sưng to. Thế cái hôm đó thì có một cái đoàn của bộ phận trực thuộc của trung đoàn. Không biết là người ta đi ra ngoài sư bộ tiền phương, người ta đi làm nhiệm vụ gì thì tôi không rõ. Thế thì anh Tiến anh mới nói với tôi bảo thôi, em ạ, bây giờ không có máy bay vào đâu. Em có đi được không? Nếu như em đi được á, thì em chịu khó là em đi với cái đoàn này, đi ra ngoài bệnh viện của sư bộ tiền phương ở ngoài khu vực năm nhà. Thế thì anh nói như vậy thì tôi cảm giác sức khỏe của tôi mà bảo là đi từ khu vực bảy nhà đi ra năm nhà mấy chục cây số trèo đèo lội suối như thế này thì không biết là đi như thế nào được đây. Thôi nhưng mà bệnh tình nó nặng như thế này, máy bay thì không vào. Thế thì tôi bảo thôi thế thì cố gắng đi. Thì đi thì tôi nói với các đồng chí khi đi ra thì súng đạn vũ khí thì là tôi không mang. Cái thân tôi lê còn chả nổi chứ nói gì là súng đạn vũ khí. Thế là tôi theo cái đoàn đó đi ra. Thì tôi nói với các đồng chí là cái khi đi ra nó khổ lắm. Đi thì lúc đầu thì tôi cũng đi được, tôi cứ dò dẫm tôi đi theo. Tôi cũng không phải đeo cái gì nặng cả, đi có người không thôi. Nhưng mà tôi nói cái khổ nhất là như thế này. Cái khi người tôi nó sưng to quá thì cái quần không mặc được nữa. Thì lại phải cởi cái quần ra. Cái áo nó cũng không mặc được nữa. Nó to đến mức độ người tôi nó to lên như một cái con trâu chết trôi. Nó to nó sưng người lên như vậy. Thì không thể mặc được quần áo nữa thì bắt đầu là phải cởi hết ra. Cởi ra thì bắt đầu là vắt lên trên cổ. Còn cái quần đùi thì cái quần nó bằng run. Đấy nhưng mà hai cái mông rồi là bắp đùi nó sưng to quá thì nó rít vào. Nó cũng khó chịu. Mà cái thời gian nó tôi đi đái rất là khó khăn. Như cái kiểu là nó bị ảnh hưởng gì ở trong thận đó. Nó không tiêu được nước đái nên là người tôi nó ứ nước lại. Nên là nó cứ đọng nước ở trong người nên là người nó sưng lên. Thế thì đi trên đường thì bắt đầu là mặc có mình cái quần đùi thôi. Xong nó chật, bước thì nó vướng. Thì tôi nhớ là chúng tôi vượt qua được đèo gà rồi. Bắt đầu là sang đèo khỉ thì được nghỉ giải lao. Thì tôi mới cởi chuồng ra là tôi mới xé hai bên này cho nó rộng cái quần đùi ra, cho nó rộng ra để đấy. Thế là cứ thế là mặc rồi sau đó tôi mặc vào thì đi thì nó cứ phất pha phất phới, có nghĩa là chỉ che lên cái chim của mình thôi, đứng trước với đứng sau thôi. Nhưng mà anh em thì thỉnh thoảng có thằng thì nó nhìn nó cứ cười mình thôi, mà toàn bộ anh em nó ai cũng lạ, tôi cũng không biết ai cả.
Thế thì khi chúng tôi trèo được lên đến đỉnh đèo Khỉ là chuẩn bị đi xuống để đi ra chỗ khu vực Năm Nhà, thì lên được đến đỉnh đèo Khỉ thì hầu như lúc đó tôi không thể còn sức để đi nữa, có nghĩa là cứ đứng dậy là bổ, không đi được. Thế thì tôi mới nằm lăn ra ở trên đỉnh đèo Khỉ, tôi nằm lăn ra đó. Thì tôi cứ nói với đồng đội của tôi, bảo thôi chúng mày đi thì cứ đi, chứ còn tao không thể đi được nữa nữa rồi. Thế thì đồng đội chúng tôi đi đó thì thấy là sức khỏe tôi yếu quá, xong bắt đầu là người ta hai người xốc hai bên, là cứ thế là dò dẫm, là bắt đầu là dìu tôi ra. Mà tôi nói với các đồng chí, cái lúc trèo đèo nó có khi còn dễ, chứ còn xuống đèo mới là cả một cái vấn đề, trong khi tôi sưng lên mà người tôi cũng nặng. Thế thì anh em nó cứ từ từ là nó cứ đỡ dần, rồi mãi thì tôi cũng xuống được đến chân đèo Khỉ. Từ chân đèo Khỉ bắt đầu đi ra đến chỗ khu Năm Nhà nó còn khoảng độ 2 cây số, thì ở dưới đó nó là một cái thung lũng. Thì khi tôi ra được đến nơi thì tôi nói với các đồng chí là đi từ mờ sáng, mà khi anh em đưa được tôi ra đến nơi là 9 giờ đêm, khoảng 9 giờ tối thì tôi mới ra được đến đó. Ra được đến đó thì anh em nó mới dìu tôi vào chỗ cái trạm xá của sư bộ tiền phương sư đoàn 339. Thì khi tôi vào trạm xá, cái số tôi nó cũng rất là may. Khi tôi vào đó thì tôi lại gặp thằng Sơn Đồng Hương. Thằng Sơn trước kia là nó ở ngoài Lách, sư đoàn bộ, sư đoàn 339 ngoài Lách. Còn sư đoàn tiền phương thì lúc đó mới tăng cường cái đại đội quân y của nó vào trong khu vực Năm Nhà của sư bộ tiền phương. Thì tôi vào tôi lại gặp nó. Mà khi tôi gặp nó là tôi nhận ra nó, nhưng mà thằng Sơn nó lại không nhận ra tôi, bởi vì tôi lúc đó trở thành một con người hoàn toàn khác. Thì tôi mới gọi Sơn ơi, thì thằng Sơn nó lại đứng trước mặt tôi khoảng tầm 1 mét thôi, mà nó nhìn đi nhìn lại, nó còn hỏi mà nó mày là thằng nào. Thì bảo tao là Sơn đây, tao Sơn con bà Lâm đây. Thì nó mới lao lại, nó ôm lấy tôi, nó bảo ôi trời ơi sao mày lại ra nông nỗi này. Thì nó mới dìu tôi là vào một cái lán. Cái lán đó là cũng thuộc vào cái đại đội quân y của thằng Sơn, nó nằm đó. Thì đưa vào đó thì nó mới gọi bác sĩ y sĩ ở đó đến. Thì người ta cũng thăm khám vậy thôi, chứ cũng không biết là bệnh gì cả. Mà cái lúc đó là tôi có cái lạ như thế này, rất thèm ngọt, thèm nước đường. Thế thì tôi mới bảo Sơn này, tôi thèm nước đường lắm. Thì bắt đầu là nó hòa cho tôi một ca nước đường. Thì tôi mới uống vào. Thì tôi nói khi uống vào thì mình cứ uống nước vào nhưng mà lại không đái được. Thế là càng ngày nó càng sưng lên. Dư cũng rất là may là đến chiều ngày hôm sau thì thằng Sơn nó mới nói với tôi, bảo Sơn ơi, hôm nay có máy bay vào trong sư bộ tiền phương, mày chuẩn bị đi để tao đưa mày ra máy bay để về bệnh viện 5 ở thủ đô Phnom Penh. Thì cũng rất may là hôm đó là buổi chiều là cái máy bay nó vào. Vào thì bắt đầu là tôi được anh em nó dìu đủ, xong đó là đưa lên cái máy bay trực thăng. Thì đưa lên cái máy bay trực thăng xong thì lúc đó là thực sự với các đồng chí nó bùi bác chưa từng thấy. Tôi lên cái máy bay là tôi cởi trần nó, mà thằng Sơn á thì nó mới bỏ vào trong túi bóng á, cho tôi một cái bộ quần áo, nó bỏ vào trong đó, có lẽ là nó lấy quần áo của nó rồi nó bỏ đó cho tôi thôi. Còn cái bộ quần áo của tôi ở trong biên giới thì nó cũng sờn cũ rồi. Thế thì nó mới nhận vào người tôi, thì tôi cứ ôm cái bộ quần áo đó rồi là ngồi trên máy bay. Thì ngồi trên máy bay thì đến thủ đô Phnom Penh thì máy bay nó xuống. Thì tôi được đưa về chỗ bệnh viện 5. Thì đưa về chỗ viện 5 ở thủ đô Phnom Penh ấy, thì tôi mới vào đó tôi nằm. Tôi vào đó tôi nằm thì lúc đó là yếu lắm rồi, người nó rất là mệt. Thì vào đó người ta mới khám thì tôi mới biết được là lúc đó tôi mắc phải cái bệnh phù nề. Có nghĩa là tôi thiếu chất, không biết là thiếu một cái chất gì ở trong người mà người tôi nó bị đọng nước rồi là bị thiếu chất, đại loại là như vậy. Thì trong suốt cái thời gian tôi nằm ở bệnh viện 5 thì tôi quen một cái cô bé, cô ấy là làm y tá ở bệnh viện 5. Thì không hiểu làm sao thì người ta lại đưa tôi sang ở cái khu gọi là cái khu cách ly. Thì cái cô bé Tuyết này, cô là người ở Thái Bình, là đi học y ở Thái Bình thì lại được vào trong chiến trường đó là đi thực tập. Đó, mà cô ấy nói với tôi là cô thực tập ở đó cũng được 6 tháng rồi. Tên là Tuyết, người Thái Bình, không biết là bây giờ cô ở đâu,
Nếu như mà cô biết được cái tin này thì cũng nên là nhắn tin cho tôi để tôi tìm cô và tạ ơn cô đã cứu giúp trong cái thời gian tôi nằm bệnh và chăm sóc tôi. Thì tôi mới nằm ở đó thì hàng ngày thì cái cô này là cô cứ xuống dưới nhà bếp ấy, là cô lấy cháo về cho tôi, bởi vì lúc đó tôi không đi được. Thì cô cứ, tôi nói với các đồng chí là về đến đó thì cái khi tôi nằm á, thì người ta không biết là như thế nào, thiếu cái chất gì thì tôi cũng không rõ, nhưng mà cứ một ngày là tôi ăn 2 gô cháo, mà mỗi một cái gô nó khoảng độ 1,5 lít. Thì cái cô Tuyết này cô múc cho tôi là một cái gô đó là đầy. Với là cứ một ngày là phát cho tôi khoảng độ tầm 5 lạng đường. Thế thì tôi nói với đồng chí là cái cháo cô múc về hoàn toàn là cháo đậu xanh, thì được bỏ đường vào đó được quấy lên, thì cứ ăn cái cháo thôi. Mà tôi nói với các đồng chí mà không biết là nó thiếu cái chất gì trong người, mà khi tôi ăn được cái cháo đậu xanh vào là tôi ăn khỏe lắm. Tôi ăn hết cả một cái gô cháo 1,5 lít là vẫn đang còn thòm thèm. Thế thì ăn buổi trưa thì đến tầm khoảng 2-3 giờ chiều nó lại đói rồi. Thế thì cô Tuyết cô cũng rất là nhiệt tình, cô lên cô chăm sóc tôi, rồi cô hỏi thăm, cô động viên, rồi cô ra ngoài cô đi mua hoa quả cho tôi ăn thêm, rồi vân vân. Có nghĩa là tôi cảm giác cô chăm sóc tôi giống như kiểu là cô chăm sóc bố, chăm sóc mẹ cô mà còn trẻ, gương mặt tròn, rất là xinh xắn, mà nước da rất là trắng hồng, xinh gái lắm. Mà không biết là có cảm tình gì với tôi hay là cô ấy thương những người lính ở trong biên giới chúng tôi hay như thế nào. Thì cô rất là nhiệt tình, mà ngày nào thì cô cũng cứ múc cháo lên. Thì cái hôm đó tôi thèm cơm quá thì tôi mới hỏi, bảo là em ơi chứ có cơm không, chứ anh thèm cơm lắm, anh ăn cháo mà anh cũng chán lắm rồi. Thì cô ấy phân tích, cô bảo là anh phải có một cái chế độ ăn như thế này, ăn kiêng để bù lại những cái chất gì, cô phân tích ra như thế nào đó tôi cũng không rõ, thế để bù lại cái chất mà anh bị thiếu, kiểu như thế. Thế thì tôi nói với các đồng chí là cái hôm tôi thèm cơm quá đi, tôi cũng nài nỉ rồi, thậm chí là tôi còn quỳ xuống tôi xin cô là cho tôi ăn một bữa cơm, chứ tôi không muốn ăn cháo nữa. Thì hôm đó thì cô ấy đồng ý. Cô đồng ý thì cái tiêu chuẩn ăn thì như thế nào lúc đó tôi cũng không rõ, nhưng mà cô lấy cho tôi khoảng độ đến tầm, tôi tính phải cỡ 4 bát cơm đầy khoảng như thế, với là một khay thức ăn, thịt rồi là cá rồi là rau, đặc biệt là rau, cô múc rất là nhiều rau cho tôi. Mà tôi nói với các đồng chí chỉ có một loáng thôi là tôi ăn hết. Tôi ăn mà cô cứ bịt mồm lại cô cười. Mà cô, tôi cứ nhớ mãi. Thế thì tôi nằm đó được đúng 15 ngày. Thì lúc đó là cũng cảm thấy là người nó cũng đỡ đỡ sưng đi rồi. Nhưng mà ăn rất tợn. Cảm thấy là bắt đầu sức khỏe mình cũng lên lên rồi đó. Thế thì lẽ ra là tôi á, là không được về nước đâu, về cái bệnh viện 4 ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thế thì không biết là cô quan hệ như thế nào thì tôi cũng không rõ. Thì cái đêm hôm đó là cô ngồi với tôi rất lâu, cô ngồi với tôi đến tầm khoảng đến 11, 12 giờ đêm á. Thì cô cứ nghe tôi kể chuyện ở trong chiến trường nó vất vả, nó khổ sở như thế nào. Thì cô cứ nghe tôi kể chuyện. Thế thì cô bảo là lẽ ra là như cái bệnh của anh ấy, thì cũng không phải về nước điều trị đâu. Điều trị ở đây là điều kiện cũng rất là tốt rồi. Thôi thì em sẽ tạo điều kiện cho anh để em nói với đơn vị, để cho anh được về nước, cho anh bớt khổ đi. Thế thì nói thực sự với các đồng chí, mình là người lính trẻ, vất vả trong rừng lâu lắm rồi. Mà nói được đi viện về nước thì nói thật sự với các đồng chí thì không có ai là không thích cả. Thế thì cái khẩu ăn đường của tôi á, thì nó lại nhiều đường, nhưng mà tôi ăn thì không hết. Thì lúc đó tôi để dành ra được đến khoảng đến 5 cân đường. Thì tôi mới cho một cái đồng chí bên cạnh, nhưng mà từ giờ tôi không nhớ tên, cũng bị bệnh, cũng đang nằm trong cái phòng của tôi. Thì tôi mới cho cái đồng chí, tôi bảo thôi tôi cho mày mấy cân đường, tao ăn không hết. Thì mày lấy đấy, thì rồi đem ra ngoài mà bán, thì mua thuốc, mua thang gì mà hút. Đến cái hôm tôi lên máy bay thì tôi nhớ là cái cô Tuyết ấy, cô có mua cho tôi là 2 gói thuốc lá Summit là cô cho tôi. Và lúc đó là tôi khi đi về ấy, thì tôi lại để quên
cái bộ quần áo của thằng Sơn nó cho tôi ở viện. Còn khi lên máy bay thì tôi lại mặc cái bộ quần áo viện. Mà cái lần đó là cái máy bay, không biết là máy bay gì của Liên Xô, nhưng mà do phi công của Liên Xô lái, mà vừa thương binh vừa bệnh binh vân vân. Hôm đó tôi nói là từ chỗ sân bay Puchentong thì tôi ước tính hôm đó lên trên máy bay phải tầm cỡ 70-80 ca lính của ta đó, để chuyển về bệnh viện 4. Thế thì bắt đầu tôi lên máy bay, mà cái máy bay đó thì lại không có ghế đâu, cái máy bay nó chỉ có cái sàn không thôi, chúng tôi ngồi bệt ở dưới sàn. Thì bắt đầu là bay từ thủ đô Phnom Penh về đến thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi xuống thì được các cái xe ca xe khách ở đó là trở về chỗ viện 4. Trở về viện 4 thì về đó thì mới gọi là nó chuyên môn nó tốt hơn. Thì lúc đó là y bác sĩ người ta khẳng định là tôi bị phù nề, rồi nói chung là thiếu chất, có nghĩa là cái chuyển hóa trong cơ thể của tôi là nó không đủ, nó thiếu một cái chất gì đó làm cho cơ thể của tôi nó bị phù nề. Bệnh này thì người ta dùng các loại chủ yếu là thuốc bổ thôi, mà vitamin bắt đầu là người ta truyền, rồi là tiêm, rồi là cho uống thuốc. Thế thì chuyển tôi vào chỗ cái khoa đó thì tôi mới nằm ở đó. Tôi nằm ở đó thì được một lúc thì tôi bắt đầu là tôi cũng lúc đó cũng đi lại được, rồi tôi mới đi ra ngoài đi đi lại lại, thì tôi lại gặp lại cái thằng Tuyên. Mà thực sự là có lẽ là nói câu chuyện này thì các đồng chí nghe những cái câu chuyện trước tôi đã kể, cái thằng Tuyên là ngày trước tôi với nó với anh Quốc là trốn viện để về thăm nhà, mà nó bị thương vào chỗ gót chân đó, tôi đã kể rồi đó. Thì khi ra đến Đà Nẵng thì thằng này bị kiểm soát quân sự nó bắt lại, còn tôi với anh Quốc là trốn được. Thế thì ba chúng tôi thì một thằng là bị bắt ở Đà Nẵng, còn anh Quốc thì năm 80 vào đi lấy quân thu dung với tôi thì anh hy sinh. Thì lúc này thì còn mình tôi. Nhưng mà không hiểu sao tôi quay về đó thì tôi lại gặp thằng Tuyên. Nó bị sốt rét, nó nằm ở đó. Thì khi tôi với thằng Tuyên gặp nhau thì cứ tưởng tượng như là cái người chết đi rồi lại được sống lại. Không hiểu là cái tình cảm nó như thế nào. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau rồi ghì, rồi là nước mắt ngắn nước mắt dài là cứ thế chảy ra. Thế thì tôi với nó ngồi tâm sự thì nó mới nói là tao bị bắt ở Đà Nẵng. Thì sau đó là được giao về đơn vị. Được giao về đơn vị thì lúc đó về Phnom Penh thì không hiểu như thế nào mà thằng này nó lại bị chuyển sang là trung đoàn 8 của sư đoàn 339. Nó lại chuyển sang đó. Mà cái trung đoàn 8 của nó thì nó theo như nó nói là nó đóng quân ở huyện Mông, Muông hay là Mông. Nó cũng thuộc vào tỉnh Pusat. Nó đóng quân ở đó thì nó cũng bị sốt rét. Nó bị sốt rét thì nó về đó, nhưng mà thằng này nó sốt rét nặng quá. Mà kiểu như hồng cầu trong người nó không còn nhiều. Tôi xin nói thật với các đồng chí, nhìn người nó như là chỉ có da bọc xương thôi. Người nó là nhìn xanh lè. Mắt thì trắng giả ra, môi thì thâm. Mà tóc thì còn xung quanh được mấy sợi tóc. Nó sốt rét nặng đến mức độ như vậy. Thế thì tôi với nó nằm cùng phòng. Thì thằng này nó là bị bệnh sốt rét và được chăm sóc đặc biệt. Nên cái khẩu phần ăn của nó được ưu tiên, nên là thức ăn rất là đầy đủ, rất là ngon. Còn tôi thì lúc đó thì ăn thì có lẽ chỉ bằng cái khẩu phần ăn của tôi ấy, thì chỉ bằng phần 3 nó thôi. Tức là về cái độ dinh dưỡng ấy, về cái độ thức ăn ấy, khoảng độ phần 3 của nó. Nó ăn chế độ cao hơn tôi nhiều. Nhưng mà về thuốc ấy, thì tôi lại được nhiều thuốc hơn nó. Chủ yếu là tôi dùng thuốc bổ thôi. Thì tôi ở đó có, tôi về viện có đâu 15 ngày là tôi trở lại một con người bình thường. Mà sức khỏe lại cảm thấy lại vô địch, lại cực kỳ khỏe. Tôi rất là nhanh lại. Thế thì thường khi là thằng này nó ôm yếu quá đi, thằng Tuyên nó không ăn được. Nên là các cái khẩu phần ăn của nó là ăn là nó ăn không hết. Nó ăn không hết thì là nó lại để dành cho tôi. Mà tôi nói với các đồng chí nha, cái khẩu phần ăn của tôi là cũng nhiều chứ không phải là không nhiều đâu. Là tôi ăn hết cái khẩu phần ăn của tôi thì tôi lại ăn tiếp cái khẩu phần ăn của thằng Tuyên nữa. Nó ăn như mèo mà còn đâu nó để cho tôi, mà tôi ăn hết. Cộng với được là truyền rồi là thuốc bổ vào nữa, nên sức khỏe của tôi sau 15 ngày là bình phục hoàn toàn.
Thì sau 15 ngày thì tôi lại lần thứ ba cầm cái giấy ra viện. Xin được nói với các đồng chí như vậy, hai lần bị thương trước là cầm hai cái giấy ra viện, thì trong chiến đấu cũng làm mất. Lần này thì bị bệnh, về thì cũng cầm một cái giấy ra viện. Thì tôi bắt đầu là chia tay thằng thằng Tuyên ở bệnh viện 4. Thì bắt đầu tôi lại lên trên Củ Chi. Lên trên Củ Chi là tôi ở đó. Ở đó được mấy ngày thì có xe của sư đoàn bắt đầu là về thu nhận lính bị ốm, rồi lính sốt rét, rồi vân vân. Đó là tập trung ở đó. Ở đó nó có một cái binh trạm ở Củ Chi. Sau đó lại đưa tôi sang Campuchia. Mà tôi nói cái khi đưa tôi sang Campuchia cũng chả có quần áo cấp, bệnh viện cũng không cấp quân phục cho tôi. Mà tôi cũng mặc bộ quần áo viện lên trên cái xe ra là. Mà lần này sang thì lại cũng không về thủ đô Phnom Penh, chỉ có chạy qua khu vực U Đông rồi lên quốc lộ 5 là chạy thẳng về thị trấn Lách. Cái lúc tôi sang quay lại chiến trường Campuchia đó, thì cái thời gian đó tôi đi viện thì tính cả đi cả về với vân vân nó khoảng độ hơn tháng thôi. Thời gian tôi đi cũng không dài. Thì lúc đó là tôi về đến thị trấn Lách. Về đến thị trấn Lách là tôi được ở thị trấn Lách được một thời gian. Thì sau này thì bắt đầu tôi lại quay lại đơn vị cũ. Đây là một cái câu chuyện kỷ niệm đời lính của tôi. Thì hôm nay tôi cũng xin được kể lại là như vậy. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.